em thể giới thiệu trước về bản thân được không? Em tên là Ngô Hà Nam, em mới học IELTS trong khoảng từ 1.5 năm, nhưng mà cũng thật là bất ngờ khi em đã đạt được một cái điểm số khá là cao, 7.5. Em cũng khá là bất ngờ và em cũng tin rằng là một phần điểm số của em thuộc và là cũng nhờ công của trung tâm IELTS rất khá là nhiều. Tức là trước đây em có học tiếng Anh không hay là như thế nào, em có thể chia sẻ là mình chuyên Pháp hay là gì thì mình đã đạt được? Em chuyên Pháp rồi, chuyên Pháp của em học từ lớp 1 đến lớp 12 là bằng tiếng Pháp, nghĩa là không học tiếng Anh, không có ngôn ngữ thứ ba ngoài tiếng Pháp, chỉ học mỗi tiếng Pháp vậy. Nghĩa là thì tại vì tự nhiên hồi đấy thì em mới thích tiếng Anh, thế là em bắt đầu chuyển sang học tiếng Anh qua. Thế là em thấy thích quá, thế là quyết định là học tiếng Anh, học thế nào mà tự nhiên lại điểm thấy kiểu mình cũng phù hợp, cũng thấy nó cũng hay, thấy là thích, thế là quyết định chuyển sang học tiếng Anh. Cũng học song song với tiếng Pháp tiếng Anh, nhưng mà dần dần thì em đang chuyển hướng học hẳn sang tiếng Anh. Em thấy khi mà mình đến với các IELTS thì có cái gì khó khăn, gặp khó khăn về điều gì không? Em thấy khó khăn là bởi vì em học tiếng Pháp nhiều thì em bị lẫn, bởi vì hai thứ tiếng nó cũng giống nhau, nó cũng khá giống nhau, có nhiều từ nó giống nhau nhưng mà nghĩa lại khác nhau, ngược lại có những từ nó khác nhau nhưng nghĩa lại giống nhau, nó lại kiểu nó bị lẫn. Nhiều lúc em nói thì em lại không phân biệt là từ này của tiếng Pháp hay từ này của tiếng Anh, là kiểu bị lẫn. Thế vì sao mà em, tức là em vì sao mà em chọn IELTS, ai giới thiệu không hay là mình vô tình hay mình tình cờ thì mình biết đến IELTS để học IELTS? Em thì em cũng không nhớ lắm, hình như là em nhớ là cũng là do tình cờ, hay là cũng hình như là do tình cờ cũng cộng với mà một người bạn em giới thiệu cũng từng học ở đây, sao em không nhớ bạn ấy, em không nhớ bạn học lớp nào từ lâu rồi, hình như bạn học lâu rồi nhưng mà bạn ấy cũng giới thiệu. Lúc đầu thì em cũng không để ý lắm, nhưng mà tình cờ một hôm em đi qua cũng cơ sở Trần Đại Nghĩa này thì em thấy, thì em bắt đầu vào em hỏi về các thông tin, các khóa học, các thứ, thì em bắt đầu lựa chọn trung tâm IELTS để học. Thế thì khi học ở đây thì em có được sự hỗ trợ của các giáo viên cũng như là đội ngũ trợ giảng, gia sư như thế nào? Em thấy thì theo em thì em mới học lớp A và lớp B thì đều cùng một giáo viên, nhưng mà trải qua tầm 3-4 năm trợ giảng gì đấy, cũng khá nhiều trợ giảng. Giáo viên thì em thấy em chỉ giao tiếp với một giáo viên, nhưng mà em cũng nhìn qua các lớp khác thì em thấy giáo viên khá là thân thiện, em cũng kiểu hòa đồng với cả kiểu cũng tuổi tin giống học sinh, kiểu nó dễ hòa đồng ấy. Khi nói chuyện thì giống kiểu nói chuyện bạn bè, kiểu dễ dàng giao tiếp, rồi học hành thì cũng lên nhờ vả kiểu hỏi các thầy cô rất là sẵn lòng để trả lời, nó cũng tiện. Còn về trợ giảng thì cũng khá giống các thầy cô, đều là những sinh viên trẻ thì cũng khá là kiểu xem tuổi với bọn học sinh thì nó cũng dễ dàng giao tiếp và cũng gọi là dễ nói chuyện, các thứ bắt chuyện rồi gọi là làm thân, rồi bắt đầu giúp đỡ nhau chuyện học hành, thậm chí về nhà còn nhắn tin để hỏi bài rất là ok bình thường. Bên này cũng rất sẵn sàng để trả lời cho em. Hiện nay thì IELTS đang theo một cái mô hình là giáo viên và giám sát học tập cũng như là gia sư. Vậy thì em thấy cái mô hình này nó có phù hợp so với các bạn học sinh hiện nay không? Bởi vì là ở nhà này các em, tức là cái việc mà tự chủ học ấy khá là khó, khá là ít. Tức là bạn nào đang rất là ít là vì tự chủ trong việc học. Nhưng mà bây giờ lại có cái hệ thống giám sát, tức là giáo viên ở IELTS sẽ gọi điện cho các bạn, nhắc nhở các bạn là hôm nay các em sẽ phải học bài này. Hoặc là có những cái gì em sẽ phải hỏi lại các bạn trợ giảng cũng như giám sát học tập. Thì em thấy cái phương pháp giảng dạy tại IELTS nó có phù hợp với lại các bạn học sinh hiện nay không? Theo em thì học sinh hiện nay thì cũng công nhận là cũng khá là khó là tự chủ trong việc học tập. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ từ cấp 3 đổ xuống cấp 2, cấp 1 chẳng hạn, những bạn nhỏ thì công nhận là bạn cái việc đấy thì khó có thể bạn có thể tự chủ học, nhưng mà bạn ấy thì rất cần những sự giám sát của từ phụ huynh đến giáo viên các thứ. Nhưng mà em nghĩ nếu mà cấp 3, nếu mà học sinh cấp 3 đổ lên thì đã trong cái môi trường học tập ở cấp 3 thì nó đã rất khác so với hồi xưa, là mình rất là tự chủ. Là cũng không hẳn là ai cũng có thể tự học, thì có cái sự giám sát và cái sự giúp đỡ từ bên trung tâm và các trợ giảng, các giáo viên thì chắc chắn là sẽ tăng cái hiệu suất học tập hơn, đây là điều chắc chắn. Cái mục tiêu mà đầu tiên em dạ được mục tiêu là 7.5 của em là mong muốn điều gì? Lúc đầu mục tiêu em nó cũng không cao đến mức đấy, em chỉ mong là em chỉ thi để được 6 chấm. Nha, overall 6 chấm, tất cả các bên không dưới 6 chấm để em có cái bằng để đi du học. Nhưng mà tự nhiên thì em thấy sau khi học xong thì em thấy nó cũng không, 6 chấm thì là mức nó không quá là khó để em đạt được, nên em quyết định kiểu nâng cao lên là em có em cao hơn là 6.5 đến 7 chấm.
thì cũng không ngờ là chị em lại được điểm cao thế. Khi mà được trong vòng có 1.5 năm thôi mà em được 7.5 thì cái cảm xúc, cái cảm nhận của em ngay khi nhận được kết quả cũng như là bố mẹ của em cảm thấy như thế nào? Có thấy tự hào không? Tức là mình có được cái kết quả 7.5 mà trong vòng có 5.5 thôi, thì em có thấy tự hào về bản thân không? Thì chắc chắn là em có tự hào, nhưng đặc biệt là bố mẹ em cực kỳ tự hào. Vì nhưng mà em thì không quá là tự hào, không quá là vui, bởi vì em cũng trải qua nhiều kỳ thi rồi, em cũng thi bằng tiếng Pháp rất là nhiều rồi. Thì em cũng biết là cái kỳ thi các loại bằng thì nó cũng không quá là áp lực, em kiểu thi quen rồi nên em thấy nó cũng điểm số cao thì nó cũng vui thật, nhưng mà nó cũng không quá là có cái gì nó gọi là ảnh hưởng quá mức em. Chỉ là em thấy đi ra ngoài mọi người cũng tự hào thì em nói vui thì em thấy tự hào. Lý do vì sao mà sau khi được 7.5 là em mong muốn quay lại trở lại môi trường ALEX để có thể là làm một trợ giảng, làm một giáo viên thực thụ giúp đỡ các em học viên, trong cũng như mình như ngày xưa là có người mất gốc này, người khoảng 3.4 nhưng mà lên được cái ban điểm giống của mình không? Thì đấy là mục đích của em, và em cũng gọi là rất là grateful, rất là gọi là biết ơn những cái người, những thầy giáo, những cái giảng viên đã giúp đỡ mình để lên được cái band cao thế này. Thì em cũng muốn là góp một phần nào đó kiểu giúp đỡ lại, thì kiểu em cũng muốn là đóng góp một cái gì đấy, cũng là một người để truyền tải, để đào tạo những người mà có thể điểm số có thể cao hơn cả em như hôm nay. Thì em rất là mong điều được như thế. Tức là với cái ví dụ khi mà được nhận đây thì em sẽ áp dụng cái phương pháp học như thế nào để có thể là giúp đỡ các bạn em? Nếu như mà em nhận được, em có tức là áp dụng cái phương pháp từ ngày xưa các cô truyền lại cho mình và mình giờ truyền lại cho các bạn không? Thì em thấy là cái phương học này nó cũng là tùy vào mỗi người. Thì chỉ là ví dụ những người nào có vấn đề về một mảng ở đó thì em có thể đưa những lời khuyên, chứ không phải là kiểu bảo chúng nó là làm theo mình hay là học theo mình. Ý là đưa ra lời khuyên, đưa ra những cái cách phương học khác nhau, có thể không phải của mỗi em, có thể học của các giáo viên khác, các những người đã dạy em truyền tải ra để chúng nó thử, chúng nó biết được cách nào vậy đâu, cái cách nào phù hợp nhất để chúng nó để học hiệu quả nhất. Chị cảm ơn nhé. Vâng.